Sự cố Cửu Long Trụ Thượng Hải, một nhà sư lỗi lạc đã qua đời một cách bí ẩn sau khi làm lễ pháp tại nơi này. Cửu Long Trụ ở Thượng Hải là một vấn đề gây tranh luận suốt hơn 20 năm, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của trụ cột này. Theo truyền thuyết, một vị cao tăng đã có mặt tại công trường suốt 3 ngày đêm, cuối cùng lại qua đời một cách bí ẩn vì đã tiết lộ bí mật động trời. Chúng ta thường nói, tận cùng của khoa học là huyền học. Liệu dưới Cửu Long Trụ này có thật sự đang chôn giấu điều gì không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nếu đi xe buýt ở Thượng Hải, chúng ta sẽ thấy một cây cột lớn được trang trí bằng những hình ảnh con rồng vàng. Nó nằm ở giao lộ của cao tốc Bắc Nam với cao tốc Diên An, cũng là tuyến đường giao thông quan trọng nối liền Thượng Hải từ mọi hướng. Mọi người đi qua đây đều bị thu hút bởi Cửu Long Trụ này, bởi nó được điêu khắc tinh xảo với hình ảnh rồng vàng lấp lánh. Nếu nhìn kỹ hơn, còn thấy được một vòng thép trắng bao quanh cột đá được khắc hình 9 con rồng vàng. Nhưng điều kỳ lạ là dưới chân cầu cao tốc này, nơi kết nối Đông Tây Nam Bắc, có hàng trăm hàng ngàn cây trụ, nhưng tại sao chỉ có Cửu Long Trụ là được bao phủ bởi rồng vàng? Một số chuyên gia văn hóa dân gian hầu như có thể nhận ra cách làm này rất có khả năng được sử dụng để trấn áp linh hồn. Vậy mục đích chính khi xây dựng Cửu Long Trụ là gì? Và tại sao lại để bố cục kỳ lạ như vậy ở địa điểm này? Vào thập niên 90, việc xây dựng đường cao tốc thực sự là bước ngoặt quan trọng trong việc phục hồi sức mạnh của Thượng Hải và là một trong những yếu tố quan trọng để Thượng Hải trở thành một trong những thành phố hàng đầu thế giới. Nếu cầu cao tốc có thể được xây dựng thành công, mạng lưới giao thông hình chữ điền ban đầu của khu vực trung tâm Thượng Hải sẽ được nâng cấp trực tiếp lên một cấp độ mới với bố cục lớn hình chữ thân từ trên cao xuống dưới đất. Do đó, việc đóng cọc cho cầu cao tốc Diên An đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người. Với sự ủng hộ tích cực từ cư dân Thượng Hải, các kỹ sư và công nhân đã làm việc hết mình không ngừng nghỉ. Tiến độ toàn bộ dự án diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là cọc chính kết nối hai nút giao thông của đường cao tốc dù làm cách nào đi nữa cũng không thể đóng xuống được. Sự cố trên đã làm chậm trễ nghiêm trọng trong tiến độ công trình. Vì vậy, tất cả các đơn vị liên quan đến dự án phải gấp rút triệu tập các kỹ sư để tìm giải pháp. Sau khi tham khảo tài liệu địa chất liên quan, họ phát hiện rằng Thượng Hải thuộc vào vùng đồng bằng phù sa trước khi sông Dương Tử đổ ra biển, không có địa hình địa chất quá phức tạp. Vậy nhưng, cọc chính của nút giao thông quan trọng vẫn không thể nào đóng xuống được dù họ đã cố gắng bao nhiêu lần. Do đó, dự án cầu cao tốc Diên An của Thượng Hải đã phải tạm thời dừng lại. Những người công nhân đang làm việc tại công trường đều phải đối mặt với việc ăn không yên, ngủ không yên. Một lời đồn lan truyền kỳ lạ được lan truyền rằng cọc này không thể đóng xuống là vì vấn đề với long mạch của địa phương, hoặc có thể dưới đất thực sự tồn tại những điều bí ẩn. Nhiều ý kiến cho rằng có thể dưới chân cột có thực sự ẩn giấu một con rồng khiến dự án cầu cao tốc bị gián đoạn. Ngay khi lời đồn này lan truyền, đã lập tức nhận được sự phản đối mạnh mẽ từ các chuyên gia kỹ thuật, bởi họ cho rằng đây đơn giản là sự nhạo báng đối với khoa học. Trong thời đại công nghệ phát triển như vậy, con người đã chinh phục tự nhiên, việc thám hiểm vũ trụ không phải là vấn đề thì làm sao có thể vì gặp khó khăn trong một vấn đề kỹ thuật mà bắt đầu cầu nguyện, thờ phượng, phát sinh sự mê tín dị đoan. Vì vậy, các chuyên gia công nghệ từ mọi nơi đã nỗ lực hết mình, họ quyết tâm sẽ đóng được cọc vào đất trong khoảng thời gian quy định. Dù tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, thì cọc đất vẫn không hề chuyển động. Một phần cọc đã cố gắng cắm được vào đất, nhưng vẫn không đạt đến tiêu chuẩn thiết kế công trình. Vấn đề bây giờ trở nên phức tạp hơn. Nếu không tìm ra nguyên nhân, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ. Tin đồn về long mạch trước đó lại bắt đầu lan rộng đến công trường. Thời gian không chờ đợi ai. Lúc này mọi người chỉ còn cách thử hết các phương pháp. Sau một cuộc điều tra bí mật, họ đã mời chân thiền đại sư của chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải đến xem xét nút giao của hai đường cao tốc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, vị đại sư nhắm mắt, đặt tay lên trán, im lặng suốt một lúc lâu. Mọi người đều hỏi vị đại sư liệu ông có cách giải quyết nào không. Chân thiền đại sư suy nghĩ một lúc, cuối cùng tiết lộ sự thật rằng lý do cọc không thể đóng vào là vì phía bên dưới có một con rồng đang ẩn mình.
cọc đất chính xác đâm vào phần thân của con rồng. Và đương nhiên, nó không đồng ý để cọc được đóng xuống. Hiện tại nguyên nhân đã được xác định, giải pháp duy nhất là tiến hành một buổi lễ cúng để yêu cầu linh thần dưới đất nhường lại vùng đất này. Đến đây, vị đại sư thở dài một tiếng, bởi mọi sự tương quan đều là pháp Phật. Nếu ông đã tiết lộ bí mật thiên cơ, thì có lẽ thời gian tại thế của ông cũng không còn nhiều. Ông chỉ hy vọng lần này có thể mang phước lành cho Phật tử tại Thượng Hải, đồng thời cũng góp phần vào việc xây dựng Thượng Hải. Sau đó, theo gợi ý của chân thiền đại sư, mọi người đã khắc chạm 9 con rồng vàng trên cột chính. Điều này giúp khi đóng cọc, con rồng dưới đất sẽ cảm nhận được năng lượng của long tộc mà không chống đối. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, ông cần một buổi lễ pháp để hỗ trợ. Vào ngày chân thiền đại sư làm lễ, khu vực công trường được bao quanh bởi những tấm vải ngăn người ngoài không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên trong. Người ta truyền tai nhau rằng buổi lễ pháp này kéo dài 3 ngày, cũng có người nói là 7 ngày. Khi buổi lễ pháp kết thúc, cửu long trụ thực sự đã được đóng cọc thành công và vị trí không hề sai lệch, hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế ban đầu. Hai tuyến đường cao tầng phía đông và phía tây nối tiếp nhau một cách hoàn hảo, vững chãi, đứng chân cột đầu chính ở giao điểm. Việc bảo mật trong toàn bộ quá trình diễn ra rất tốt, ngoại trừ những người quan trọng bên trong thì hầu như không ai biết. Vì vậy bên ngoài cũng không thể biết đến chi tiết của buổi lễ pháp ấy. Điều duy nhất mọi người có thể nhìn thấy chỉ là những dấu vết đặc trưng để lại. Ngoài ra, cây trụ khổng lồ này còn được trang trí bằng thép trắng với hoa văn rồng vàng. Bởi vì đây là điểm huyết mạch Thượng Hải và là khu vực giao nhau của cao tốc Đông Tây cùng Nam Bắc. Chính là vị trí của trung tâm Thượng Hải. Một số người địa phương nói rằng, lúc chân thiền đại sư thực hiện buổi pháp lễ này, họ đã tận mắt thấy rồng bay lên trời. Và chỉ từ đó, dự án cao tốc Thượng Hải mới có thể tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới chính là, sau một thời gian ngắn từ khi đóng được cọc của cửu long trụ, chân thiền đại sư đã đột ngột qua đời. Trước đó, chân thiền đại sư dù tuổi đã 80 nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau 3 ngày đứng dưới cột cửu long, ông lại đột ngột qua đời. Ngay sau lễ tang của ông tại chùa Ngọc Phật, chúng Phật tử vì để tri ân công đức cả đời của ông đã in một quyển sách riêng về ông để tặng cho các tín đồ. Trong sách có ghi chép chi tiết về sự kiện liên quan đến buổi lễ. Nhiều người tin rằng có thể đại sư đã tiết lộ thiên cơ nên bị trừng phạt. Khi chân thiền đại sư tiến hành buổi lễ, ông đã biết trước số phận của mình. Chính bởi vì điều này đã làm cho nguồn gốc và truyền thuyết xung quanh cửu long trụ ở Thượng Hải trở nên bí ẩn hơn. Thậm chí trở thành một sự kiện bí ẩn mà đến nay không ai giải thích được. Tuy nhiên, cách giải thích trên lại không được các chuyên gia hiện tại chấp nhận. Theo quan điểm của họ, nguyên nhân của việc không thể đóng được cọc vào năm đó có thể được giải thích một cách khoa học. Thứ nhất là do khả năng kỹ thuật vào thời điểm đó chưa đủ phát triển. Thứ hai là có vấn đề lớn xảy ra trong quá trình thi công cọc móng. Không nên sử dụng tần suất đóng cọc quá nhanh vì điều này sẽ làm ma sát vào tầng địa chất đỏ, gây nên sự giãn nở do nhiệt độ, từ đó làm cản trở quá trình đóng cọc. Các chuyên gia lúc ấy đã nói, khi nhóm thi công không thể giải quyết vấn đề này, họ đặc biệt mời đến một chuyên gia xây cầu tới. Chỉ sau khi nhận được sự hướng dẫn từ chuyên gia, cọc móng ở cửu long trụ mới có thể được đóng xuống một cách suôn sẻ. Một kỹ thuật viên chịu trách nhiệm cho dự án này đã lên tiếng bác bỏ và cho biết rằng, việc trang trí hình dáng của con rồng chỉ là để làm đẹp cho phong cảnh thành phố, chứ không nhằm mục đích nào khác. Tuy nhiên, những lời giải thích này không đủ thuyết phục một số người. Họ nghĩ rằng nếu chỉ đơn giản là để làm đẹp cho phong cảnh, thì tại sao các cột khác trên đường cao tốc ở Thượng Hải vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ban đầu là bê tông? Chỉ có cột tại điểm giao nhau này mới được trang trí hình rồng và còn là hình rồng màu vàng. Hình ảnh nổi bật này hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài xám xịt của bối cảnh xây dựng lúc bấy giờ. Sau đó, đã có một lời giải thích chuyên nghiệp khẳng định rằng cửu long trụ xuyên qua 4 tầng mặt đường nên có yêu cầu đặc biệt về góc nghiêng khi rẽ, gây khó chịu về thị giác và tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn khi tham gia giao thông. Vì lợi ích an toàn của tài xế, thân cột được trang trí hình ảnh phù điêu vàng sáng bóng. Điều này giúp hạn chế ảnh hưởng đến tầm nhìn bình thường của người đi qua. Mặc dù có một số giải thích mang tính khoa học, nhưng sau khi chân thiền đại sư lễ pháp thành công lại viên tịch vào ngày thứ 3. Sự kiện bất ngờ về việc ông qua đời cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích hợp lý. Vì vậy, cửu long trụ đã trở thành một bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa ai có thể làm sáng tỏ. Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận.
Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.